Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 8, ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu, nhắc cho chúng ta thế hệ hôm nay nhớ về sự kiện lịch sử hào hùng của tỉnh. Sự kiện Bạc Liêu giành chính quyền không nổ súng vào ngày 23 tháng 8 năm 1945, đánh dấu một chặng đường lịch sử có ý nghĩa hết sức to lớn, ghi đậm dấu son chói lọi, làm rạng danh đất Bạc Liêu, góp phần cùng cả nước làm nên một cuộc cách mạng thần kỳ, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Sự kiện Bạc Tiêu giành lấy chính quyền không đổ máu diễn ra khá sớm trong bối cảnh chung của đất nước. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, nhận định thời cơ cách mạng đã đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi tổng khởi nghĩa, trong đó người nhấn mạnh, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên, tiến lên, dưới lá cờ diệt minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên. Lời hiệu triệu của người cũng chính là lời của núi sông, lời của trái tim triệu triệu con dân đất Việt. Nhân dân cả nước đã đồng loạt dùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trong đó có Bạc Liêu. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 1945, toàn bộ lực lượng của ta bao dây dinh tỉnh trưởng, buộc tỉnh trưởng Trương Công Thiện dù cố tình trì quản phải tuyên bố đầu hàng. Thời khắc lịch sử đó là lúc 9 giờ 30 ngày 23 tháng 8 năm 1945. Sau đó, liên tiếp những cuộc mít tinh gây áp lực cho địch diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 ở Bạc Liêu. Nhân dân đã giành được chính quyền từ tỉnh đến quận, quyện và xã ấp. Có thể nói, đây là một thắng lợi dễ dàng của đảng bộ quân và dân tỉnh Bạc Liêu. Một chiến thắng không chỉ mang khí thế hào hùng mà còn đậm tính nhân dân sâu sắc khi cuộc chiến diễn ra không tiếng súng và không đổ máu. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử, thắng lợi đó không phải là yếu tố ngẫu nhiên hay may rủi mà chính là kết quả tất yếu từ phong trào quần chúng cách mạng và sự lãnh đạo sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Việc xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng ngày càng lớn mạnh, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những bài học không chỉ riêng đối với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Bạc Liêu mà còn là bài học chung của cuộc cách mạng tháng 8. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử Đảng bộ Bạc Liêu cho rằng, sự kiện Bạc Liêu giành chính quyền hai lần không nổ súng vào ngày 23 tháng 8 năm 1945 và ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là đỉnh cao của sức mạnh quần chúng và trí tuệ sáng tạo của đảng, mà xét ở một khía cạnh khác, việc giành chính quyền hai lần không đổ máu chính là hành động thể hiện sự văn minh, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, sự hào hiệp trong tính cách con người Bạc Liêu. Đây chính là cơ sở, là bài học quý để thế hệ hôm nay và mai sau tôn kính, trân trọng và phát huy. Bài học ấy càng ý nghĩa quan trọng và thiết thực hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Bạc Liêu ngày càng giàu mạnh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông, đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu hôm nay không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương ngày thêm phát triển giàu đẹp. cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ đồng bộ linh hoạt hiệu quả của ban nhân dân tỉnh, cùng với sự phối hợp giám sát chặt chẽ của hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung sức vượt qua khó khăn nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 7 tháng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ du lịch, kim ngạch xuất khẩu đều ở mức tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thực hiện tốt và kịp thời. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo. Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 vừa được Bộ Nội vụ công bố đạt trên 80%, thuộc nhóm tốt, hạng thứ 59 trên 63 chỉ số Sebas đạt trên 80%, hạng 40 trên 63, thuộc nhóm tốt. Đặc biệt, chỉ số Babi được xếp hạng 5 trên 63 toàn quốc, tăng một bậc so với năm 2022, thuộc nhóm có điểm số cao nhất so với cả nước và đứng thứ hai các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 2.690,279 tỷ đồng, đạt 68,79% dự toán, tăng 6,64% so cùng kỳ công tác giảm nghèo an sinh xã hội bảo trợ xã hội chăm sóc bảo vệ trẻ em được triển khai tích cực công tác lao động đào tạo nghề giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu quyết tâm đoàn kết tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả hơn nữa các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 để mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.